vui được gặp lại các bạn trên kênh KNew 24 giờ. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật tin tức nóng nhất có trong ngày hôm nay. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin: Rose và Lisa đứng đầu list sao Hàn có gia thế khủng; Yeri Red Velvet gây bão mạng xã hội vì để lộ Hin đến chơi nhà Jennie, ai ngờ bị đào lại lùm xùm bắt chước mỹ nhân Blackpink; 8 idol được Knet công nhận có khả năng trình diễn thiên tài; nữ thần nhan sắc Na Eun của Erpink rời công ty sau 10 năm sẽ về chung nhà với Blackpink; đẳng cấp visual của V BTS được nữ ca sĩ nổi tiếng xứ Hàn ngắm ảnh trong suốt quá trình mang thai; ITZY nhà hàng vũ đạo comeback, Ryu Jin khẳng định đẳng cấp center. Và sau đây là nội dung chi tiết. Rose và Lisa đứng đầu list sao Hàn có gia thế khủng. Vừa qua, trong chương trình TMI News của đài Mnet đã công bố danh sách những ngôi sao có gia thế ấn tượng nhất. Và theo danh sách này, bộ đôi Rose và Lisa của Blackpink đứng hạng nhất, hé lộ gia thế cực ấn tượng của hai thành viên Hắc Hường. Theo đó, Rose sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm luật sư. Hiện tại, cha của nữ idol đang là một luật sư quốc tế danh tiếng tại Úc. Chị gái của Rose cũng vậy. Nếu không làm idol, chắc chắn Rose sẽ nối nghiệp gia đình. Trong khi đó, bố của Lisa là một đầu bếp nổi tiếng thế giới. Ông được mệnh danh là siêu đầu bếp Marco, nổi tiếng với sự am hiểu ẩm thực thế giới và kỹ năng nấu nướng thượng thừa. Đều đến từ những gia đình giàu có, chẳng trách Rose và Lisa lại có phong thái sang trọng. Rose và Lisa còn có khả năng sang chảnh hóa vạn vật. Dù là trang phục khó nhằn cỡ nào, nhưng được bộ đôi của Blackpink khoác lên người đều trở nên đẹp đẽ và đẳng cấp hơn rất nhiều. Nối tiếp Rose và Lisa cũng là một số ngôi sao có gia thế ấn tượng khác, lần lượt là Mina của Twice, ca sĩ Gangnam, Minnie của G-Idol, Minho của Shiny, Suho của EXO và diễn viên Jung Hae-in. Trong số những ngôi sao này có thể kể đến như bố của Mina là một bác sĩ nổi tiếng tại Nhật Bản. Minnie sinh ra trong gia đình giàu có nhất nhì Thái Lan và có mối quan hệ với hoàng gia. Hay bố của Minho là một huấn luyện viên bóng đá nổi tiếng. Bố mẹ của Suho đều là giáo sư nổi tiếng. Ông cố của Jung Hae-in là nhà tư tưởng, triết học nổi tiếng thời Joseon. Yeri Red Velvet gây bão mạng xã hội vì để lộ Hin đến chơi nhà Jennie, ai ngờ bị đào lại lùm xùm bắt chước mỹ nhân Blackpink. Vừa qua, Yeri đăng tải hình ảnh mới trên Instagram cá nhân và nhanh chóng khiến dân tình phát sốt. Trong bức ảnh này, em út của Red Velvet quấn chăn kín mít, nhưng con mắt cú vọ của netizen đã soi được những chi tiết đặc biệt. Fan đã nhanh chóng nhìn ra chiếc ghế sofa và bối cảnh trong nhà của Yeri, trùng khớp với khung cảnh nhà của Jennie Blackpink. Yeri còn chú thích bức ảnh là photo Jay, càng khiến dân tình thêm chắc mẩm rằng em út Red Velvet đến chơi nhà rapper Blackpink. Và cô nàng còn được người chị chụp ảnh cho, vì chữ Jay chính là viết tắt tên của Jennie. Ngay lập tức, thông tin này đã khiến cho mạng xã hội dậy sóng. Nhiều người tỏ ra thích thú trước tình bạn của thành viên Blackpink và Red Velvet. Nhưng cũng có một số người nhắc lại chuyện trước đây Yeri bị ném đá vì bắt chước phong cách của Jennie. 8 idol được Knet công nhận có khả năng trình diễn thiên tài. Trong giới idol K-pop tồn tại một khái niệm gọi là thiên tài sân khấu. Theo đó, những idol được xem là thiên tài sân khấu không nhất thiết phải là những người hát hay nhất hoặc những người nhảy giỏi nhất. Đối với người xem, chỉ cần idol K-pop đó mang đến cảm giác trình diễn một cách tự nhiên mà vẫn có khí chất, biết cách điều chỉnh biểu cảm phù hợp, biết cân bằng giữa khả năng hát và nhảy một cách ổn định khi live, thì khi đó họ được xem là những thiên tài trên sân khấu. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải idol nào cũng có thể làm được điều đó. Lý do là bởi bên cạnh những yếu tố có thể luyện tập được, còn vẫn có yếu tố mang tính bẩm sinh như visual, thần thái gương mặt và khả năng chiếm spotlight một cách không gượng ép. Mới đây, một bài đăng đã lọt vào top các chủ đề hot trên diễn đàn mạng Hàn Quốc với tiêu đề "Những idol mà ai nhìn vào cũng thấy được sự đa tài của họ trên sân khấu trình diễn". Trong bài đăng này, Knet này gọi tên 8 idol K-pop mà không ai có thể phủ nhận khả năng trình diễn thiên tài của họ. Những cái tên mà Knet nhắc đến nhiều nhất chính là G-Dragon, Big Bang, Taeyeon, SNSD, Hyuna, Taemin của Shiny, Baekhyun của EXO, V của BTS, Nayeon của Twice và Jennie Blackpink. Mặc dù những bài viết mang tính chất chủ quan đánh giá tài năng của các idol K-pop thường dễ gây tranh luận, tuy nhiên với riêng bài đăng này thì nhận được rất nhiều sự đồng tình của Knet. Quan điểm của mỗi người về thế nào là thiên tài trình diễn có thể khác nhau, nhưng chắc chắn rằng ai cũng phải công nhận ít nhất 2 idol trở lên trong danh sách này về việc họ sinh ra để dành cho sân khấu. Một số Knet cũng cho biết rằng đây cũng chính là những bias wrecker thứ thiệt. Dù không phải bias của họ, nhưng cứ lên sân khấu là họ lại không thể rời mắt khỏi những idol kể trên.
nữ thần nhan sắc Naeon Eun-pin rời công ty sau 10 năm, sẽ về chung nhà với Blackpink. Trưa ngày 29 tháng 4, truyền thông Hàn Quốc đưa tin rằng Eun-pin sẽ tái ký hợp đồng với Play.em. Tuy nhiên, chỉ có 5 trên 6 thành viên sẽ tiếp tục ký hợp đồng cùng với công ty cũ. Riêng thành viên Naeon không tái ký hợp đồng. Cô rời công ty và gia nhập vào YG. Song trên danh nghĩa, Eun-pin vẫn sẽ đầy đủ đội hình 6 thành viên. Naeon chỉ rời công ty chứ không hề rời nhóm. Hiện tại thông tin này vẫn đang trong quá trình được xác nhận bởi công ty quản lý. Điều này khiến cho người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho girl group đình đám Gen 2 một thời. Việc cô nàng về dưới trướng YG được cho là một bước đệm tốt để nữ idol phát triển bản thân. Với tài nguyên dồi dào phong phú từ âm nhạc cho đến thời trang, Naeon hoàn toàn có thể được quảng bá tích cực hơn trong thời gian tới. Có lẽ YG đã nhìn ra tiềm năng của nữ idol và chiêu mộ cô nàng về với đội của mình. Cả hai từng có dịp làm việc cùng nhau trong MV New Face của P-Shy. Nữ idol tham gia với vai trò diễn viên phụ xuất hiện trong MV này. Gia nhập YG cũng đồng nghĩa với việc nữ idol sẽ về chung nhà với Blackpink. Đây cũng là một thông tin thú vị khiến người hâm mộ quan tâm, hy vọng sớm được nhìn thấy nữ idol và các mỹ nhân khác hưởng hội ngộ cùng nhau. Tuy nhiên cho đến bây giờ, mọi thứ vẫn chỉ là tin đồn. Đẳng cấp visual của V BTS được ca sĩ nổi tiếng xứ Hàn ngắm ảnh trong suốt quá trình mang thai. Không chỉ đánh gục người hâm mộ với vẻ ngoài lãng tử, V còn dễ dàng chinh phục được trái tim của ca sĩ Navi. Nữ nghệ sĩ từng đảm nhận vai trò DJ trong các chương trình truyền hình của MBC và hiện đang hoạt động với tư cách ca sĩ ballad. Trong một cuộc phỏng vấn với BNT News, cô nàng chia sẻ rằng mình đang mang thai và sắp chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng. Một trong những biện pháp giúp thai kỳ của nữ ca sĩ luôn khỏe mạnh chính là ngắm ảnh của V BTS mỗi ngày. Tại Hàn Quốc, việc sản phụ ngắm những bức ảnh đẹp là một truyền thống phổ biến. Sự lựa chọn của ca sĩ ballad Navi chính là V. Nữ ca sĩ thường chia sẻ ảnh đẹp của V trên story Instagram. Không quá ngạc nhiên khi nam idol được lựa chọn bởi anh chàng V từng được chương trình SBS MediaNet phong danh hiệu gương mặt đại diện của K-pop, vượt qua nhiều ứng cử viên như Cha Eun-gu của ASTRO, Hwang Min-hyun của New It, Min-kyu của Seventeen và Taeyong của NCT. ITZY nhá hàng vũ đạo comeback, Ryujin khẳng định đẳng cấp center. Vào 0 giờ ngày 29 tháng 4, ITZY tung teaser cuối cho MV ca khúc chủ đề Mafia is Morning. Nếu như hai đoạn teaser trước đó nhá hàng về đoạn intro và concept của Mafia is Morning, thì đoạn teaser thứ 3 này tiết lộ với người hâm mộ một phần đoạn điệp khúc và vũ đạo. ITZY nhận nhiều lời khen ngợi nhờ kỹ năng nhảy thần sầu trong những động tác mạnh mẽ và đẹp mắt, bối cảnh hoành tráng. Đoạn teaser này đạt hơn 2,2 triệu lượt xem, hơn 320.000 lượt like và 23.000 bình luận chỉ trong 12 giờ đăng tải. Thành viên chiếm spotlight trong đoạn teaser này của ITZY chính là Ryujin. Không hổ danh là center, át chủ bài, Ryujin mang đến phần trình diễn vũ đạo cực đã mắt cùng những biểu cảm vô cùng thu hút. Kiểu tóc nhuộm vàng, búi gọn mạnh mẽ, trang phục đen từ đầu đến chân, chất lừ, được nhận xét vô cùng phù hợp với nhan sắc và cá tính của nữ idol. Fan khen ngợi JYP đã có cái nhìn xuất sắc khi mà lựa chọn Ryujin vào vị trí center của ITZY vì không một thành viên nào hợp bằng cô nàng. Đợt comeback sắp tới của ITZY được kỳ vọng là một era bùng nổ hơn nữa của Ryujin. Người hâm mộ khẳng định rằng ITZY đang chứng tỏ được đẳng cấp của nhóm nữ dẫn đầu thế hệ Gen 4. Sau 2 năm debut, ITZY đã trưởng thành hơn về hình ảnh, tự tin hơn, chuyên nghiệp hơn, tên tuổi thu hút sự chú ý ở Hàn Quốc lẫn quốc tế. Ca khúc Mafia in the Morning được dự đoán sẽ tạo nên cơn sốt cover vũ đạo giống như bản hit Wannabe từng gây chao đảo cộng đồng mạng hồi năm ngoái. JYP cũng vừa thông báo rằng album Guess Who của ITZY đã cán mốc 260.000 bản pre-order, phá kỷ lục cá nhân của ITZY đối với Not Shy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Mọi ý kiến đóng góp hãy để lại thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để luôn được cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ Knews 24 giờ nhé.